Trần Như thứ 25. Lúc bấy giờ Đức Thế Tôn bảo Kiều Trần Như: sắc là vô thường, do dứt sắc này được sắc thân thường trụ giải thoát. Thọ, tưởng, hành và thức cũng đều vô thường, do dứt thức ấm này mà được thức quẩn giải thoát thường trụ. Này Kiều Trần Như, sắc là khổ, dứt sắc ấm này mà được sắc thân an lạc giải thoát. Thọ, tưởng, hành và thức cũng như vậy. Này Kiều Trần Như, sắc là không, do dứt sắc không này mà được sắc quẩn giải thoát phi không. Thọ, tưởng, hành và thức cũng như vậy. Này Kiều Trần Như, sắc là vô ngã, do dứt sắc ấm này mà được sắc quẩn giải thoát chân ngã. Thọ, tưởng, hành và thức cũng như vậy. Này Kiều Trần Như, sắc ấm là bất tịnh, do dứt sắc ấm này mà được sắc quẩn giải thoát thanh tịnh. Thọ, tưởng, hành và thức cũng như vậy. Này Kiều Trần Như, sắc là tướng của sanh, lão, bệnh, tử, do dứt sắc ấm này mà được sắc quẩn giải thoát chẳng phải tướng sanh, lão, bệnh, tử. Thọ, tưởng, hành và thức cũng như vậy. Này Kiều Trần Như, sắc là nhân của vô minh, do dứt sắc ấm này mà được sắc quẩn giải thoát chẳng phải nhân của vô minh. Thọ, tưởng, hành và thức cũng như vậy. Này Kiều Trần Như, nhận đến sắc ấm là nhân của sanh, do dứt sắc ấm này mà được sắc quẩn giải thoát chẳng phải nhân của sanh. Thọ, tưởng, hành và thức cũng như vậy. Này Kiều Trần Như, sắc ấm là nhân của bốn tưởng điên đảo, do dứt sắc ấm điên đảo này mà được sắc quẩn giải thoát chẳng phải nhân của bốn tưởng điên đảo. Thọ, tưởng, hành và thức cũng như vậy. Này Kiều Trần Như, sắc ấm là nhân của vô lượng ác pháp, nào là thân nam, thân nữ, vân vân, nào là thực ái, dục ái, tham sân, tật đố, ác tâm, sang tâm, đoàn thực, xúc thực, tư thực, thức thực, noãn sanh, thai sanh, thấp sanh, quá sanh, ngũ dục, ngũ cái, vân vân. Tất cả ác pháp này đều nhân nơi sắc cả, do dứt sắc ấm này mà được sắc quẩn giải thoát, không có vô lượng ác pháp như vậy. Thọ, tưởng, hành và thức cũng như vậy. Này Kiều Trần Như, sắc là trói buộc, do dứt sắc này mà được sắc giải thoát, không trói buộc. Thọ, tưởng, hành và thức cũng như vậy. Này Kiều Trần Như, sắc là lưu chuyển, do dứt sắc này mà được sắc giải thoát, không lưu chuyển. Thọ, tưởng, hành và thức cũng như vậy. Này Kiều Trần Như, sắc chẳng phải chỗ quy y, do dứt sắc này mà được sắc giải thoát quy y. Thọ, tưởng, hành và thức cũng như vậy. Này Kiều Trần Như, sắc là ghẻ lỡ, do dứt sắc này mà được sắc giải thoát không tội lỗi. Thọ, tưởng, hành và thức cũng như vậy. Này Kiều Trần Như, sắc chẳng tịch tịnh, do dứt sắc này được sắc niết bàn tịch tịnh. Thọ, tưởng, hành và thức cũng như vậy. Này Kiều Trần Như, người nào rõ biết được như trên đây, thời gọi là Sa Môn, là Bà La Môn, có đủ những pháp Sa Môn, pháp Bà La Môn. Nếu ngoài Phật pháp, thời không có Sa Môn và Bà La Môn, cũng không có pháp Sa Môn, pháp Bà La Môn. Tất cả ngoại đạo dối trá tự xưng, toàn hư giả, không có thiệt danh. Dầu họ tưởng rằng họ có hai bậc này, nhưng thật ra thời không có. Vì nếu đã không có pháp Sa Môn và Bà La Môn, làm sao có được hai bậc Sa Môn và Bà La Môn? Ta thường ở giữa đại chúng xướng to những lời này, các ông cũng nên xướng to như vậy. Bấy giờ có số đông ngoại đạo sinh lòng bất bình rằng: Cù Đàm nói trong giáo phái của chúng ta không có Sa Môn và Bà La Môn, cũng không có pháp Sa Môn, pháp Bà La Môn. Chúng ta làm thế nào tỏ cho Cù Đàm biết rằng trong giáo phái của chúng ta có hai bậc và hai pháp như vậy? Có một Phạm Chí lên tiếng nói: Này các ngài, lời nói của Cù Đàm như điên như cuồng, cần gì kiểm giảo? Người điên cuồng trong đời hoặc ca, hoặc múa, hoặc khóc, hoặc cười, hoặc bắn, hoặc khen, không phân biệt người thân, kẻ thù.
Sa môn Cù Đàm cũng như vậy. Có lúc nói ta sanh trong cung vua Tịnh Phạn, có lúc nói là chẳng sanh, hoặc nói sau khi sanh tự đi bảy bước, lại nói là chẳng đi, hoặc nói ta từ thuở nhỏ học tập văn võ nghề nghiệp thế gian, rồi lại tự nói là bậc nhất thiết trí. Có lúc ở cung hưởng lạc thú sanh con trai, rồi lại nhàm chê là ác tiền. Có lúc đích thân tu khổ hạnh 6 năm, lại quở trách sự khổ hạnh của ngoại đạo, hoặc nói theo học với ông Quốc Đầu Lam Phất, ông A La Lã, vân vân. Có lúc nói các ông ấy không chỗ hiểu biết, hoặc nói nơi gọi Bồ Đề ta chứng được đạo vô thượng giác. Có lúc lại nói ta không có đến cây Bồ Đề, không có chứng đắc, hoặc nói thân ta đây chính là Niết Bàn, lại nói thân diệt mới là Niết Bàn. Lời nói của Cù Đàm như điên cuồng, các ngài lo rầu làm gì? Có các Bà La Môn nói, trước kia Sa Môn Cù Đàm nói vô thường, khổ, không, vô ngã, bất tịnh. Hàng đệ tử trong giáo phái ta nghe lời này mà kinh sợ. Nay Cù Đàm đến rừng Ta La này tuyên bố có thường, lạc, ngã, tịnh. Hàng đệ tử ta nghe lời này đều bỏ phái ta, hoặc thọ lấy lời của Cù Đàm, như thế bảo ta không sầu khổ sao được. Lại có một Bà La Môn bảo rằng, các ngài lắng nghe tôi nói đây. Sa Môn Cù Đàm gọi rằng tu từ bi, xét ra thời lời nói này là hư vọng, chẳng phải chân thật. Vì nếu có từ bi, sao ông ấy lại giáo hóa hàng đệ tử của chúng ta thọ lấy pháp của ông ấy? Lòng từ bi là tùy thuận theo ý người. Nay ông ấy làm trái bổn nguyện của chúng ta, thời đâu phải là từ bi. Nếu nói rằng Sa Môn Cù Đàm chẳng bị tám pháp thế gian làm ô nhiễm, lời này cũng là hư vọng. Vì nếu Cù Đàm là thiểu dục tri túc, hôm nay sao lại cướp lấy lời dưỡng của chúng ta? Nếu nói Cù Đàm thuộc về dòng họ cao thượng, lời này cũng hư vọng. Vì từ xưa đến nay chưa từng nghe thấy sư tử dương tàn hại con chuột bé nhỏ. Nếu Cù Đàm là dòng cao thượng, ngày nay sao lại náo loạn chúng ta? Nếu cho rằng Cù Đàm có thế lực lớn, lời này cũng là hư vọng. Vì từ xưa đến nay cũng chẳng từng thấy nghe Kim Sĩ Điểu Dương đua tranh cùng các chim. Nếu Cù Đàm thật có thế lực lớn, việc gì lại tranh đấu với chúng ta? Nếu cho rằng Cù Đàm có tha tâm trí, xét ra cũng là hư vọng. Vì nếu có tha tâm trí, cớ sao Cù Đàm chẳng rõ biết tâm niệm của chúng ta? Này các ngài, xưa kia tôi từng nghe bậc Tôn Túc nói rằng sau đây 100 năm thế gian sẽ có một yêu quyển ra đời. Yêu quyển này chính là ông Cù Đàm. Ông ấy sắp sẽ diệt mất tại trong rừng Ta La này, các ngài chẳng nên sầu não. Có một ni kiền tử nói rằng, nay tôi sầu khổ chẳng phải vì đệ tử và sự cúng dường của riêng mình, chỉ vì người đời ngu tối không có con mắt, chẳng thấy biết phước điền. Cũng chẳng phải phước điền bỏ bậc Bà La Môn niên cao chiều trí mà cúng dường người tuổi trẻ, do đây nên tôi lo rầu mà thôi. Sa Môn Cù Đàm biết chú thuật, do sức chú thuật mà ông ấy có thể biến một thân thành vô lượng thân, biến vô lượng thân hường lại một thân, hoặc biến thân làm hình nam nữ, bò dê voi ngựa. Sức của tôi có thể trừ diệt chú thuật như vậy. Chú thuật của Cù Đàm đã mất, các ngài sẽ được an vui, thọ hưởng nhiều sự cúng dường. Lại có một Bà La Môn nói rằng, này các ngài, Sa Môn Cù Đàm thành tựu đầy đủ vô lượng công đức, các ngài chẳng nên tranh đua. Chúng ngoại đạo phản đối lại, người ngu si kia, sao ông lại nói Sa Môn Cù Đàm có công đức lớn? Lúc Cù Đàm sinh ra 7 ngày, thời mẹ của ông ấy chết, như thế có thể được gọi là tướng phước đức chăng? Bà La Môn đáp rằng, bị mắng chẳng giận, bị đánh chẳng đánh lại, đây là tướng đại phước đức. Thân của Cù Đàm có đủ 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, lại có vô lượng thần thông, đây là tướng đại phước đức. Không kiêu mạn thưa hỏi trước, lời nói dịu dàng, không cọc cằn, lúc trai tráng chỉ ý hưng thành, mà tâm chẳng nóng nảy, nước lớn của nhiều,
mà không tham luyến, bỏ cung điện đi xuất gia như nhổ bỏ đức quyến. Cho những điều trên đây nên tôi nói rằng Sa Môn Cù Đàm thành tựu đầy đủ vô lượng công đức. Chúng ngoại đạo nói: Sa Môn Cù Đàm hiện có vô lượng thần thông biến hóa như lời ông nói, chúng tôi chẳng thử thách thần thông với Cù Đàm. Cù Đàm bẩm tính nhu nhuyễn, chẳng kham khổ hạnh, sanh trưởng chốn thâm cung, chẳng rõ thấu được việc ngoài, chỉ được lời nói dịu dàng mà chẳng biết nghề nghiệp, văn hóa, nghị luận. Chúng tôi xin tranh biện pháp yếu với Cù Đàm. Nếu ông Cù Đàm hơn, chúng tôi sẽ theo hầu Cù Đàm. Nếu chúng tôi hơn Cù Đàm, thời Cù Đàm phải phụng sự chúng tôi. Lúc đó, một số đông ngoại đạo hợp nhau đến ra mắt vua A Xà Thế. Vua hỏi: các ngài mỗi phái riêng tu tập theo đạo của mình, đều là người xuất gia, rời bỏ danh lợi, nhân dân trong nước của ta đều kính trọng cúng dường, nay duyên cớ gì hợp nhau đến đây? Các ngài đều có pháp tu tập khác nhau, giới cấm khác nhau, mỗi người tự theo giáo phái của mình mà xuất gia tu hành, nay duyên cớ gì lại hợp nhau một lòng như những lá rụng bị gió trốt thổi gom lại một chỗ? Ta thường ủng hộ người xuất gia dẫn đến chẳng tiếc thân mạng, nay duyên cớ gì mà các ngài hợp nhau đến đây? Chúng ngoại đạo đồng thưa: Tâu Đại Dương, nay Đại Dương là cây cầu đại pháp, có tiếng tâm lớn, có công đức lớn, là căn bổn của các nước, là tấm gương sáng của tất cả nước, là hình tượng của chư thiên, là cha mẹ của nhân dân. Nhà vua có việc nước, chẳng riêng rẽ người thân kẻ thù, lòng vua bình đẳng như đất, nước, gió, lửa. Do đây nhà vua đáng gọi là công đức tàng. Tâu Đại Dương, dầu chúng sanh hiện tại tuổi đời ngắn ngủi, nhưng công đức của nhà vua như các vua thời kỳ trường thọ an lạc hồi xưa, như các vua Đảnh Sanh, Hiền Kiến, Nhẫn Nhục, Na Hầu Sa, Gia Gia Đế, Thi Tỳ, Nhiếp Xoa Câu, vân vân. Nhờ nhà vua mà trong nước an vui, nhân dân giàu mạnh. Do đây nên tất cả người xuất gia đều mến nước Ma Già Đà này. Tâu Đại Dương, trong kinh của chúng tôi có nói, nếu người xuất gia ở nơi nước nào mà tinh tấn trì giới tu hành, thời vua nước ấy cũng có phần tu công đức lành. Tâu Đại Dương, tất cả trộm cướp nhà vua đã dẹp xong, nên người xuất gia không còn sợ sệt. Hiện nay chỉ còn có một người đại ác là Sa Môn Cù Đàm, nhà vua chưa xét đến. Chúng tôi rất lo sợ. Cù Đàm tự thị dòng họ cao quý, thân hình đẹp đẽ, lại do phước bố thí đời trước mà được cúng dường nhiều. Cù Đàm cậy những việc này mà quá kiêu mạn, hoặc cậy chú thuật giỏi mà ngạo nghễ. Cù Đàm không thể tu khổ hạnh lành và chứa những y phục nệm chăn mịn nhuyễn, nên những người ác trong đời vì tham lợi dưỡng mà theo làm quyến thuộc. Do sức chú thuật, Cù Đàm điều phục Ca Diếp, Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, vân vân. Nay đến chỗ ở của chúng tôi, nơi rừng Ta La, tuyên bố rằng thân này là thường, lạc, ngã, tịnh, để khuyến dụ hàng đệ tử của chúng tôi. Tâu Đại Dương, ngày trước Cù Đàm nói thân người là không thường, lạc, ngã, tịnh, chúng tôi còn có thể nhẫn được. Nay Cù Đàm tuyên bố thân này là thường, lạc, ngã, tịnh, chúng tôi thiệt chẳng chịu được. Xin Đại Dương cho phép chúng tôi luận nghị với Cù Đàm. Vua A Xà Thế nói: hôm nay các ngài do ai bày vẽ mà tâm trí cuồng loạn, chẳng định như vậy? Khác nào nước nổi sóng, dòng lửa xoay, khỉ dựng leo cây, thật đáng hổ thẹn. Người trí nghe được việc này tất sẽ xót thương cho các ngài, kẻ ngu nghe biết thời tất chê cười các ngài. Lời nói của các ngài chẳng phải là lời của người xuất gia. Các ngài nếu mang phải bệnh tật, ta đều có thuốc trị lành được. Nếu như mắc bệnh ma quỷ, thời anh ta là kỳ bà có thể trị được. Này các ngài muốn lấy móng tay mà chẻ núi Tu Di, muốn dùng răng để cắn nghiền chất kim can, khác nào người ngu thấy sư tử dương lúc đói nằm ngủ
mà muốn chọc cho thức dậy. Như người lấy ngón tay muốn để trong miệng rắn độc, như muốn lấy tay đậy ngọn lửa, như con chồn rừng muốn kêu rống như sư tử, như con muỗi muốn bay đua với kim xí điểu, như con thỏ lội qua biển muốn chân đụng đến đáy. Này các ngài cũng như vậy, các ngài như chiêm bao thấy hơn Sa Môn Cù Đàm. Đây là mơ mộng điên cuồng, chẳng nên tin tưởng. Này các ngài có quan niệm muốn tranh biện với Sa Môn Cù Đàm, khác nào con khuyên nga tự đáp vào đống lửa lớn. Các ngài phải theo lời của ta, chẳng cần nói nữa. Các ngài giàu tán thán ta là bình đẳng như cán cân, nhưng chớ để cho người ngoài nghe được lời này. Các ngoại đạo lại thưa: Tâu đại dương, Sa Môn Cù Đàm có lẽ dùng chú thuật đến bên nhà vua, nên làm cho lòng của vua nghi mà chẳng tin các vị thánh nhân này. Nhà vua chẳng nên khinh miệt chúng tôi. Tâu đại dương, mặt trăng tròn khuyết, nước biển mặn, vân vân, những việc như thế ai làm ra? Há chẳng phải hàng Bà La Môn chúng tôi ư? Nhà vua chẳng nghe đứt sông Hằng dừng ở trong lỗ tai của A Kiệt Đa Tiên trọn 12 năm ư? Nhà vua chẳng nghe Cù Đàm Tiên Nhân cả hiện thần thông 12 năm biến làm đế thích, rồi biến thân đế thích làm thân dê đực, biến ngàn nữ căn ở thân đế thích? Nhà vua chẳng nghe Kỳ Nâu Tiên trong một ngày uống hết nước bốn biển làm cho quả đất khô? Nhà vua chẳng nghe Bà Tổ Tiên làm ba con mắt cho Tự Tại Thiên ư? Nhà vua chẳng nghe La Lã Tiên biến thành Ca La Phú làm nước mọi ư? Tâu đại dương, trong phái Bà La Môn có những tiên nhân thần thông như vậy, sao nhà vua lại khinh miệt ư? Vua nói: Các ngài nếu chẳng tin theo lời của ta, Đức Như Lai chánh giác hiện ở trong rừng Ta La, các ngài có thể qua đó tùy ý vấn nàng, Đức Như Lai cũng sẽ giải thích vừa ý các ngài. Liền đó vua A Xà Thế cùng chúng ngoại đạo đến chỗ Phật. Vua đầu mặt làm lễ, đi nhiễu ba vòng, ngồi qua một bên, bạch Phật rằng: Thế Tôn, các nhà ngoại đạo này muốn được tùy ý vấn nàng, xin Đức Như Lai tùy ý đáp đó. Phật nói: Này đại dương, Như Lai tự biết phải lúc. Trong chúng ngoại đạo có Bà La Môn Xà Đề Thủ Na lên tiếng hỏi: Này Cù Đàm, ngài nói Niết Bàn là pháp thường trụ phải chăng? Này đại Bà La Môn, đúng như vậy. Nếu Cù Đàm nói Niết Bàn là thường trụ thời không đúng nghĩa, vì như những sự vật trong đời, từ hột sanh ra trái, nối luôn chẳng dứt, như từ đất sét làm ra cái bình, từ những sợi chỉ mà có cái áo. Cù Đàm thường nói rằng tu quán tưởng vô thường chứng được Niết Bàn. Nhân là vô thường, sao quả lại thường trụ? Cù Đàm lại nói: Giải thoát dục tham chính là Niết Bàn, giải thoát sắc tham và vô sắc tham chính là Niết Bàn, dứt vô minh, vân vân. Tất cả phiền não thời là Niết Bàn, từ dục, sắc, nhẫn đến vô minh phiền não đều là vô thường. Nhân đã vô thường, thời quả Niết Bàn cũng phải vô thường. Cù Đàm lại nói: Từ nghiệp nhân nên sanh cõi trời, do nghiệp nhân nên sanh địa ngục, do nghiệp nhân mà được giải thoát, nên các pháp đều do nơi nhân mà sanh. Nếu đã từ nơi nhân sanh mà được giải thoát, sao lại nói Niết Bàn là thường? Cù Đàm cũng nói rằng sắc theo duyên mà sanh nên gọi là vô thường, thọ, tưởng, hành, thức cũng như vậy. Giải thoát như vậy, nếu là sắc thời là vô thường, nếu là thọ, tưởng, hành, thức cũng là vô thường. Nếu ngoài năm ấm mà có giải thoát, thời giải thoát này chính là hư không. Nếu đã là hư không, thời chẳng được nói rằng do nhân duyên sanh, vì hư không là thường, là duy nhất, là khắp tất cả. Cù Đàm cũng nói rằng phàm do nhân duyên sanh ra thời là khổ, nếu đã là khổ sao lại nói giải thoát là lạc. Cù Đàm lại nói vô thường là khổ, khổ là vô ngã. Nếu đã là vô thường là khổ, là vô ngã,
thời là bất tịnh. Tất cả những pháp do nhân duyên sanh ra đều là vô thường, khổ, vô ngã, bất tịnh. Sao lại nói Niết Bàn là thường, lạc, ngã, tịnh? Nếu Cù Đàm nói rằng cũng là thường, cũng là vô thường, cũng khổ, cũng vui, cũng là ngã, cũng là vô ngã, cũng tình, cũng bất tình, như thế há chẳng phải là hai lời ư? Tôi cũng từng nghe bậc Tôn Túc nói, nước Phật ra đời thời lời nói không hai. Nay Cù Đàm nói hai lời, lại xin rằng Phật chính là thân ta đây. Xin giải thích những điều tôi đã hỏi. Phật nói: Này Bà La Môn, cứ theo lời của ông, nay tôi hỏi ông, tùy ý ông đáp. Này Bà La Môn, tánh của ông là thường hay là vô thường? Tánh của tôi là thường. Này Bà La Môn, tánh ấy có thể làm nhân cho tất cả pháp trong và ngoài chăng? Chính thế, thưa Cù Đàm. Này Bà La Môn, tánh ấy làm nhân như thế nào? Thưa Cù Đàm, từ tánh sanh ra đại, từ đại sanh mạng, từ mạng sanh 16 pháp. Năm đại là địa, thủy, hỏa, phong, không. Năm tri căn là nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân. Năm nghiệp căn là tay, chân, miệng, tiếng, nam căn, nữ căn cùng tám bình đẳng căn. 16 pháp này do năm pháp sắc, thinh, hương, vị, xúc sanh ra. 21 pháp này có 3 pháp căn bổn: nhiễm, thô và đen. Nhiễm là ái, thô là sân, đen là vô minh. 24 pháp này đều nhân nơi tánh mà sanh. Này Bà La Môn, những pháp đại, mạng, vân vân là thường hay vô thường? Thưa Cù Đàm, theo giáo pháp của tôi, thời tánh là thường, những đại pháp vân vân đều là vô thường. Này Bà La Môn, như trong pháp của ông nhân là thường, còn quả là vô thường. Trong pháp của ta, dầu nhân là vô thường, nhưng quả là thường, thời có lỗi gì? Này Bà La Môn, trong pháp của các ông có hai nhân chăng? Thưa Cù Đàm, có. Thế nào là hai? Thưa Cù Đàm, một là sanh nhân, hai là liễu nhân. Thế nào là sanh nhân? Thế nào là liễu nhân? Sanh nhân như đất sét làm ra cái bình, liễu nhân như đèn soi đồ vật. Hai nhân này là một tánh. Đã là một tánh, có thể khiến sanh nhân làm liễu nhân chăng? Có thể khiến liễu nhân làm sanh nhân chăng? Thưa Cù Đàm, không. Nếu như sanh nhân chẳng làm liễu nhân, liễu nhân chẳng làm sanh nhân, có thể nói là nhân tướng chăng? Thưa Cù Đàm, dẫu hai nhân chẳng làm thành lẫn nhau, nhưng vẫn có nhân tướng. Này Bà La Môn, vật của liễu nhân chiếu rõ có đồng với liễu nhân chăng? Thưa Cù Đàm, không. Phật nói: Trong pháp của ta, dầu do từ vô thường chứng đặng Niết Bàn, nhưng Niết Bàn này chẳng phải là vô thường. Do từ liễu nhân mà được nên là thường, lạc, ngã, tịnh. Do từ sanh nhân mà được nên là vô thường, vô lạc, vô ngã, vô tịnh. Do đây nên Đức Như Lai nói có hai thuyết thường và vô thường. Hai thuyết này không có hai lời, nên Phật gọi là không có hai lời. Như lời ông nói, từng nghe bậc Tôn Túc bảo rằng Phật ra đời không có hai lời. Lời nói trên đây rất đúng. Tất cả chư Phật mười phương ba đời không bao giờ có lời nói sai. Vì có, thời đồng nói có, không, thời đồng nói không, nên gọi là đồng một nghĩa. Do đây nên gọi Phật không nói hai lời. Này Bà La Môn, Đức Như Lai dầu gọi là hai lời, nhưng vì để hiểu rõ một lời. Thế nào là hai lời để hiểu rõ một lời? Như nhãn căn cùng sắc trần, đây là hai lời. Sinh ra thức, đây là một lời. Nhận đến ý căn cùng pháp trần sinh ra thức cũng như vậy. Cù Đàm khéo phân biệt được ngữ nghĩa như vậy,
nay tôi chưa hiểu, dùng hai lời để hiểu rõ một lời. Đức Thế Tôn liền vì Bà La Môn mà tuyên nói pháp tứ đế. Này Bà La Môn, khổ đế cũng hai cũng một, dẫn đến đạo đế cũng hai cũng một. Bà La Môn thưa: Bạch Thế Tôn, tôi đã hiểu biết rồi. Này Thiện Nam Tử, ông hiểu biết như thế nào? Bạch Thế Tôn, khổ đế, tất cả phàm phu thời hai, còn thánh nhân thời một, dẫn đến đạo đế cũng như vậy. Lành thay, đã hiểu. Bạch Thế Tôn, nay tôi nghe pháp đã được chánh kiến, tôi quy y Phật, pháp, tăng tam bảo, cúi xin Đức Đại Từ cho tôi xuất gia. Đức Phật bảo Kiều Trần Như: Ông nên cạo bỏ râu tóc cho Xà Đề Thủ Na, cho ông xuất gia. Ngài Kiều Trần Như vâng lời Phật, cạo tóc cho Xà Đề Thủ Na. Đương lúc cạo, có hai thứ rơi xuống: một là râu tóc, hai là phiền não. Xà Đề Thủ Na điền ở nơi chỗ ngồi, chứng đặng quả A-la-hán. Lại có Phạm Chí Bà Trư Tra hỏi Phật: Cù Đàm nói Niết Bàn là thường trụ, phải chăng? Này Phạm Chí, đúng như vậy. Cù Đàm toan chẳng nói rằng không phiền não là Niết Bàn ư? Này Phạm Chí, đúng như vậy. Thưa Cù Đàm, ở thế gian có bốn thứ gọi là không. Một là những pháp chưa có ra, thời gọi là không. Như cái bình, lúc chưa ra khỏi viên đất, thời gọi là không có cái bình. Hai là những pháp đã diệt mất, gọi là không. Như cái bình đã hư bể, thời gọi là không. Ba là lẫn không có tướng loại khác mà gọi là không. Như trong bò không có ngựa, trong ngựa không có bò. Bốn là rốt ráo không nên gọi là không, như lông rùa, sừng thỏ. Thưa Cù Đàm, nếu gì đã dứt trừ phiền não mà gọi là Niết Bàn, thời Niết Bàn là không có. Nếu đã là không Niết Bàn, sao lại nói có thường, lạc, ngã, tình? Này Thiện Nam Tử, Niết Bàn đây chẳng phải là trước không có, như cái bình lúc còn là viên đất, cũng chẳng phải dứt mất thành không, như cái bình lúc hư bể, cũng chẳng phải rốt ráo không, như lông rùa sừng thỏ. Niết Bàn này đồng với khác loại mà không. Như lời ông nói, dầu trong bò không có ngựa, nhưng chẳng được nói rằng bò cũng là không. Dầu trong ngựa không có bò, nhưng cũng chẳng được nói rằng ngựa cũng là không. Niết Bàn cũng như vậy. Trong phiền não không Niết Bàn, trong Niết Bàn không phiền não. Do đây nên gọi là lẫn không có tướng khác nhau. Thưa Cù Đàm, nếu cho Niết Bàn là lẫn không tướng khác nhau, sự không này không có thường, lạc, ngã, tình, sao Cù Đàm lại nói Niết Bàn là thường, lạc, ngã, tình? Này Thiện Nam Tử, như không tướng khác nhau của ông nói có ba thứ không. Bò, ngựa đều là trước không sau có, đây gọi là trước không. Đã có trở thành không, đây gọi là hư hoại mà không. Không có tướng khác nhau thời như ông đã nói. Niết Bàn không có ba tướng này, nên Niết Bàn là thường, lạc, ngã, tình. Như ba thứ bệnh của người đời: bệnh nhiệt, bệnh phong, bệnh hàn. Ba thứ thuốc có thể trị được: tô trị được bệnh nhiệt, dầu trị được bệnh phong, mật trị được bệnh hàn. Này Thiện Nam Tử, trong bệnh phong không có dầu, trong dầu không có bệnh phong, nên dầu có thể trị được bệnh phong, hai thứ kia cũng như vậy. Tất cả chúng sanh có ba thứ bệnh: tham, sân và si. Có ba thứ pháp dược trị được ba bệnh này. Bất tịnh quán là thuốc trị được bệnh tham, từ tâm quán là thuốc trị được bệnh sân, nhân duyên quán là thuốc trị được bệnh si. Này Thiện Nam Tử, vì trừ tham nên quán pháp chẳng phải tham, vì trừ sân nên quán pháp chẳng phải sân, vì trừ si nên quán pháp chẳng phải si. Trong ba thứ bệnh không ba thứ thuốc pháp, trong ba thứ thuốc pháp không ba thứ bệnh. Này Thiện Nam Tử, vì trong ba thứ bệnh không có ba thứ thuốc pháp, nên là vô thường, vô lạc, vô ngã, vô tịnh. Trong ba thứ thuốc pháp không có ba thứ bệnh, nên được gọi là thường, lạc, ngã, tịnh. Bạch Thế Tôn,
Đức Như Lai vì tôi nói thường và vô thường. Xin giải thích thế nào là thường, thế nào là vô thường. Này thiện nam tử, sắc ấm là vô thường, giải thoát sắc ấm là thường. Dẫn đến thức ấm là vô thường, giải thoát thức ấm là thường. Nếu có người nào quán sát nhận đến thức là vô thường, nên biết rằng người này chứng được pháp thường trụ. Bạch Thế Tôn, nay tôi đã biết pháp thường và pháp vô thường. Này thiện nam tử, ông rõ biết pháp thường và vô thường như thế nào? Bạch Thế Tôn, nay tôi biết sắc ấm của tôi là vô thường, được giải thoát là thường, dẫn đến thức cũng như vậy. Lành thay, này thiện nam tử, nay ông đã đền xong thân này. Đức Phật bảo Kiều Trần Như, bà Trư Tra đã chứng quả A-la-hán, ông nên ban cho bà Trư Tra ba y và bát. Ngài Kiều Trần Như tuân lời Phật, trao y bát cho bà Trư Tra. Lãnh y bát xong, bà Trư Tra thưa rằng, bạch đại đức Kiều Trần Như, nay tôi do thân tệ ác này mà được quả lành. Xin đại đức vì tôi đến bạch với Đức Thế Tôn, tôi là người ác, xúc phạm đến họ Cù Đàm của Đức Như Lai. Mong đại đức vì